tép nhỏ đi. Nhỏ, dạ, dạ, nhỏ nhỏ thì mình cho xíu nữa cái. Cô về mới cắt nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô này. Dạ. Hai chị em mình không giống nhau. Cái gì lại mua rau rồi. Gì mô? À cái gì mà nói chị với My thôi. Giờ 1 giờ nắng quá bà đâu có chịu qua đâu. Đi theo chùm lông, cái sợi lông mà mặc mượt rồi là bên trong. Chị không nổi, bị đuối sức. Mình biết nè. Anh Trinh đang lên cái chỗ cây Long Phàm mua đó. Được đó. Anh Trinh đang đấy hả? Không, con bé Trinh kia. Chị với chị không nổi. Đã dễ sợ. Một ngô một nái. Mình không chạy mát rồi. Ừ. Mình cũng không chạy mát. Mình cũng quá đẹp mà chạy máu. Chừng nới thôi hả? Cho nhiều. Bữa rồi đó mẫn lao ghê đó ta.
Kiến hay hiền đứa màu lam đó ta. Kiến kiến đừng có làm màu trang của phố kiến nha. Right.